Xin chào mọi người, IC Fox đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một trận đấu sử dụng vị tướng Charonat gặp phải kỳ phùng địch thủ của Chao luôn, chính là Volcat ở team địch bên kia. Theo như cốt truyện thì Charonat chính là người kết liễu Volcat. Vậy nên khi ở trong trận đấu các bạn sử dụng chiêu cuối của bà Chao này lên cái cớ đi ngựa kia thì các bạn sẽ gây ra được sát thương chuẩn. Nói thế thôi, thực ra mình bật cái chiêu một lên, bật ba nhát là Volcat bay màu luôn rồi, xuống ngựa ngã ngựa luôn rồi. Và để xem là trận này mình chơi như thế nào thì các bạn cùng mình theo dõi trận đấu của ngày hôm nay thôi nhé. Nhưng mà trước hết thì đừng quên là bấm ngay giúp cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi của mình đến cho các bạn nhiều hơn nha. Còn bây giờ thì vào trận đấu thôi. Và chúng ta đang có team kia đi gank liên tục luôn này, vậy nên thì mình sẽ cần phải lui một chút và cứ ở ngoài bắn cho mình. Và thấy có nguy hiểm thì các bạn hãy rút lui luôn nha, chờ hồi chiêu. Và khi chúng ta hồi chiêu một lên rồi, lên bắn luôn này, tốc biến lên không cho, vẫn ăn được mạng. May quá quả đấy không bị Gidu đẩy cho cái, bởi vì là mình tốc biến lên rồi, mình tốc biến lên để né luôn cái chiêu đẩy của Gidu, thế nên chúng ta mới ăn được mạng, chứ không là quả đấy mình cũng bị Violet bắn cho bay màu rồi đấy. Bây giờ thì phải biến về thôi. Đối với cả Charonat đầu game thì khá là yếu, vậy nên các bạn cũng đừng có quá là ham giao tranh nhá. Lát nữa tầm khi chúng ta sau khi lên được cái thành kiếm xong thì mình sẽ lên đồ cấp 2 của thứ xuyên phá, thì các bạn sẽ bắt đầu lúc ấy mới lộ lên bắn được, thì khoảng hơn rất là nhiều. Bởi vì khi có đồ đánh, thực ra thì cái tốc đánh khi mà mình đồ như thế hơi chậm một chút, nhưng mà các bạn sẽ gây ra được sát thương rất là lớn khi chỉ bật chiêu một mà thôi. Thì nói chung là cũng có một sự đánh đổi thì cũng khá là ok và hiệu quả. Rồi, ăn một cái hôn thế này là bay màu rồi. 175 vàng, double kill. Quá đã luôn. Này mà cứ có mạng đầu game thế này là dễ chơi lắm. Và Charonat bắn ho như máy khâu. Thực ra thì cái trang bị mà bắn như máy khâu á thì chúng ta sẽ lên nhiều tốc đánh hơn, nhiều sát thương chuẩn, nhiều sát thương về cái khoản chính là chí mạng hơn. Trời ơi, đứt chất rồi, bị bắn lửa kìa. Ra đâu rồi mà mình bị lửa. Thì mình sẽ có một cái video về trang bị đó sau nhé. Lúc cái bắn siêu nhanh luôn, bắn như máy khâu luôn, bắn liên tục đục luôn. Nhưng mà tội đến giờ sẽ không có cái kiểu là ba nhát một mạng rồi, bởi vì cái khả năng xuyên giáp đến từ cái bộ trang bị đó không ngon bằng cái bộ mình đang lên. Vậy nên là giống như kiểu là bắn ít nhưng mà chất lượng còn hơn là bắn nhiều nhưng mà bắn chả thấm vào đến đâu á. Nghe nói thế thôi, thực ra cái bộ kia cũng rất là ok. Cái bộ tốc đánh mà kiểu bắn như máy khâu á, 200% tốc đánh á, nên mình thấy cảm thấy không cần thiết. Lên đồ như thế là vừa đủ là ok rồi. Đấy, ngon được mạng nào kìa. Thôi xong, bay màu Bright rồi. Trận này team mình pick hơi mỏng, may là bên kia cũng không có sát thủ gì quá là đáng gờm. Giờ mà gặp ông, giờ mà gặp Pain bằng cái kheo bay màu cả lũ. Chơi sau thì mình cũng sẽ ưu tiên vào những trận đấu mà team kia là ít sát thủ hơn. Ví dụ như là sẽ không gặp ngộ không, không gặp Pain, nhất là thằng Pain nhớ. Pain mặc dù là sau đợt là rất mạnh, nhưng thực sự là để mà nói nó bắt mình á, nhưng mình bay màu như bình thường mà thôi. Kể cả cái việc mà chúng ta có support đi cạnh á, nhiều khi support hay nhưng mà chưa chắc vẫn bắt được Pain đâu, bởi vì support cần phải đỡ được chat nữa mà, đâu có thể là mình chỉ cả 5-5 bắt Pain được đâu. Thế nên chúng ra khi mà mình chơi sau thì mình khá là sợ của cái cơ Batman mồ côi đấy. Các bạn thấy chưa, thằng Volcat nó mới lên ngựa xong rồi bị mình bắn cho không kịp xuống ngựa luôn. Còn sát thương chuẩn đến từ chiêu cuối thì bắn lên người Volcat thì thực ra để nhiều hay không thì cũng không nhiều, nhưng mà nếu như mà Volcat là có lớp giáp mà các bạn dùng cái chiêu cuối đấy thì cũng được, bởi vì là cái chiêu của chúng ta thì không có dính, không có dính vào giáp mà, sát thương chuẩn mà, cũng rất là ok. Trời ơi, bắn hơi sớm, phải bắn chậm một tí nữa là ok. Mọi người đừng quên là bấm giúp cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi những vị tướng này đến cho các bạn nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ lên luôn một cái đồ siêu siêu tầm đánh xạ
tặng một cung của chúng ta, như thế thì mình có thể đứng ở bên ngoài bắn bay màu mấy cái thứ bên trong luôn. Thực ra thì bên kia máu cũng rất là mỏng nên bắn cũng rất là dễ, mà nếu chúng ta có đứng thì tốt ạ, mình chỉ cần dùng một cái chiêu một thôi là cũng bắn cho 2-3 đứa bay màu là bình thường, đặc biệt là trên cái khoảng tầm bắn xa như thế này nữa thì chạy đâu cho nó thoát. Đối với cả trang bị thì mình sẽ để mình đã có một cái video trang bị riêng, mình đã phân tích riêng cho các bạn rồi nhé, thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Và trận này thì mình chỉ có tập trung vào trận đấu này mà thôi. Nhưng mà nói chung là nếu như mà các bạn bị Volcat bắt cuối hết chiêu rồi á thì bay màu sẽ bình thường. Bình tĩnh anh ơi. Việc cả bên kia tối gì đó rất là ghê gớm luôn. Ở xạ nhật cung đây rồi, đứa nào láo. Đứa nào đòi đứng ở bên ngoài cấu gì ạ? Bắn bay màu luôn. Nhưng mà nhớ đừng để nó choáng nhá. Các bạn mà có tầm đánh xa ăn choáng thì vẫn thế được. Cung cốc luôn. Ôi chết rồi. Ôi xong. Đó, thấy chưa? Tầm đánh có xa đi mấy mà ăn choáng vẫn thế đấy à? Ô kìa, không ăn được mạng kìa. Xa quá đến cái sạn nhật cung nó cũng không tới được. Ở đấy cũng chịu thôi. Ok. Không kịp lên ngựa luôn. Đó, mình nói mà. Nhưng mà chỉ áp dụng đối với cả Volcat lên full công vật lý thôi nhớ. Chắc lại gặp mấy cái ông Volcat lên full tanh nữa thì các bạn bắn cũng nhiều nữa. Rồi, và chúng ta đã có ăn được con rồng này. Bây giờ thì mình cứ đảo ăn mấy cái con này thôi để lên được cái đồ cuối cùng, chính là Nanh Fenrir. Sau khi lên Nanh Fenrir xong thì các bạn có thể là nếu mà còn tiền, nếu mà giàu thì các bạn bán giày đi và lên cho mình giáp hộ mệnh, lên liền vật mệnh vào đấy. Còn nếu như mà chúng ta nghèo mà các bạn thấy trận đấu sắp kết thúc rồi mà chúng ta vẫn chưa lên được cái nanh thì đừng có lên nanh, lên thẳng con cho mình cái giáp mệnh. Còn với trận này thì các bạn đang thấy là thực ra mình còn chưa đến phút 15 nữa thì chắc chắn là cái trận đấu này còn kéo dài nên mình sẽ không có lên giáp mệnh luôn. Còn nếu như mà cái tầm này mà team mình bắt đầu lên để cái pha combat cuối rồi thì mình chắc chắn là mình sẽ lên cái giáp mệnh vào đó, thì các bạn còn linh hoạt lên nhá, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải lên nanh trước. Mà trận này mình giàu á, mình lên nanh luôn. Rồi xong. Quixi không đi dịch ra đây thì mình không bắn được. Xuống bắt Volcat với cả Gidu luôn này. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải đi farm mấy con này để mình hồi lại máu cái đã. Ấy, trên này chúng ta có Volcat. Đi. Ô, được chết rồi. Ngay chiều của bà Quý Si. Quá là đau khổ mà. Thân rồng như nào mấy thanh niên ơi. Đấy, để một mình con AD sửa ăn cớ này sao mà ăn nổi. Đấy, nó phải như thế này chứ. Chứ đâu có mù mát như thế kia. Rồi, xử lý xong cái cớ này thì mình cũng lên thẳng lên là tình mình sẽ thắng luôn được thôi. Bryce này thì cũng rất là xanh nhưng mà MVP thì không đến lượt đâu. Chuẩn bị bật cái sạn nhật cung lên là mình bắn bay màu hai cái đứa kia luôn này. Nhưng mà trước hết phải né được cái chiếc xoáng đã, sau đó là mình ta cứ ở bên ngoài bắn cho mình đó. Rồi, tốc biến thì cũng thế thôi à. Ok, và trận đấu của chúng ta thì cũng đến hồi kết rồi. Và trận đấu của ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy được là các bạn cần có một cái vị trí tốt, bắn là Volcat chắc chắn cũng chịu, không có làm gì ở đâu. Và cũng như là chiêu cuối của sau này thì gây sắc không chuẩn lên cuối này nhá. Mọi người đừng quên là bấm nút cho mình like và đăng ký kênh nha. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Nói rồi mà, Volbright không đến lượt MVP đâu.